Câu hỏi của khán giả Nguyễn Thanh Tậu. Khán giả có số điện thoại 0987, 3 số cuối 784 đến từ Phong Trạch Đông, Giá Rai, Bạc Liêu. Khán giả có hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề về tôm sú khi nuôi 1 tháng tuổi có hiện tượng là bị bong vỏ. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Và đối với 1 mét vuông thì thả mật độ bao nhiêu con là hợp lý? Và khi chuẩn bị thả tôm thì ao đồng cần xử lý như thế nào? Xin mời chuyên gia Bùi Quang Tề tư vấn ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo như anh mô tả về con tôm của anh thì cái thứ nhất là nó bong vỏ, tức là lột vỏ nó không rớt ra được. Cái nguyên nhân chính của anh là nó thiếu khoáng. Anh mà anh bón khoáng rồi, nó thiếu khoáng vi lượng cho tôm, vì cái vỏ tôm nó rất cần khoáng mà trong ao của anh là thiếu khoáng đó. Đấy là cái thứ nhất, thì tôi có thể tư vấn cho anh như này. Anh có thể bón cái khoáng vi lượng, nó có mấy loại tương đối là nghiêm chỉnh, nhất là cái loại Nevotoc. Cái loại cũng là một loại khoáng, người ta đã nghiền nó rất là mịn, cho xuống nước cho tôm ăn và thường xuyên, và có thể định kỳ cho tôi độ khoảng 10 đến 15 ngày bón một lần. Thì với cái liều lượng thì nó cứ 10 gram cái khoáng này cho 1 ký thức ăn, hoặc là bón xuống dưới ao thì cũng 10 ký cho đến 20 ký cho 1.000 mét khối. Hoặc là một cái khoáng nữa cũng là cái khoáng mà tương đối là gọi là anisamulum, cũng là một cái loại khoáng tương đối, tên của nó đến là tên thương mại của nó thôi, cũng là cái khoáng tương đối. Còn bây giờ thì nó có rất nhiều khoáng, khoáng có thể là chúng ta nghiền. Thực sự cái khoáng này khi sờ vào nó rất là mát, gần như là cái xi măng. Chứ còn khoáng kia là nghiền không có lớn, nghiền nó không có mịn, nên là cho ăn nó không có tác dụng, nên tôi giúp cho anh khoáng. Thế còn bây giờ đấy là về đã bỏ cho tôm ăn khoáng là như thế, để cho tôm nó đủ cái khoáng để nó làm vỏ. Thế còn bây giờ anh nuôi thế này thì tôi có thể nhân cái chuyện này tôi cũng nói luôn là nó có ba mấy hình thức nuôi. Nuôi tôm sú mà nuôi quảng canh cải tiến thì nó thả 1 đến 2 con một mét vuông, còn nuôi bán thâm canh thì thả từ 5 đến 10 con một mét vuông, mà nuôi thâm canh thả 20 đến 30 con một mét vuông, không thả hơn nữa, nó không như tôm chân trắng. Nên là cái mật độ này nó là do Tổng cục Thủy sản người ta đã đưa ra một quy trình. Thế còn dọn ao trước khi làm thì cũng phải quy trình nó đầy đủ, cái quy trình mà dọn ao cho một cái quy trình nuôi tôm. Thì tôi có thể nhắc mấy câu thế này, cái ao của anh ấy là rất khoát là anh phải tháo cạn bỏ cái nước đã nuôi đi rồi, vét cái bùn bớt đi, trong nam gọi là vét sinh, chỉ để đó là khoảng 10 đến 15cm thôi. Đấy, tức là khoảng 1 tấc đến 1 tấc rưỡi, trong nam tôi nói đúng giọng đấy. Thế sau rồi anh phơi khô lên, phơi khô cái đấy ao, xong anh bón vôi cho nó thôi, và tinh chất khử trùng. Anh làm đấy xong rồi anh mới bơm nước vào là anh phải lọc thật kỹ, không cho cá con, cá tạp, các gì vào, hoặc là tôm cua, các thứ khác lại vào, và anh phải gây màu cho tôm. Gây màu nước thì rất đơn giản, tôi có thể nói mấy cái gây màu nó người ta đã quy định rồi, cứ 10 ký mật dị đường hoặc 10 ký cám cộng với nửa ký 5 ký bột cá và một gói chế phẩm vi sinh cho xuống đấy là 1.000 mét vuông. Anh bón 3 ngày liên tục như thế thì nó sẽ gây màu cho ao nuôi tôm, thì tôm của anh sẽ phát triển nghe. Chúc anh nuôi tôm thành công.